Tại huyện Trảng Bom, chi nhánh khai thác đường sắt Sài Gòn phối hợp với Ban An toàn Giao thông tỉnh Đồng Nai cũng vừa tổ chức ký cam kết với chính quyền huyện Trảng Bom và các xã thị trấn có đường sắt chạy qua địa bàn huyện về việc tuyên truyền người dân không ném đất đá, chất bẩn lên tàu. Theo đó, các đơn vị nghiệp vụ công an sẽ phối hợp với chính quyền địa phương và các nhà ga thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động người dân địa phương không ném đất đá, rác thải lên các đoàn tàu, không chăn thả gia súc gần đường tàu, không trộm cắp vật tư, phụ kiện đường sắt, trang thiết bị toa xe gửi tại các ga trên địa bàn huyện. Đối với ngành đường sắt, tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, theo dõi và chấn chỉnh kịp thời công nhân lên ban của hệ tuần gác cầu, đường, gác đường ngang, sửa chữa khắc phục nhanh chóng và giải quyết, xử lý kịp thời các tai nạn, sự cố xảy ra trên tuyến đường sắt quản lý nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đường sắt.